là rau tiếng nhừ nhà ngon khó cưỡng thực chứ. Thử là một miếng mới được chứ. Bà cháy liền. Ui ngon quá hả. Nhớ sao mày, mấy cái gạo tuyến chua này là đang cháy nhà lắm đó, tao mới nhập về tao bán đó. Đúng là ngon không? Ngon hả? Mày đem về cho gia đình dòng họ mày ăn đi. Trời ơi, mày đặt bán cho tao, đồ lừa đảo. Ngon chứ sao không? Tao ăn thấy ngon quá trời. Tao mời anh Thương ăn nó còn khen tới tấp nữa. Ngon nhưng mà tao ăn không được. Thấy không? Một bữa tao đi mua rau để gì nấu đám giỗ đó. Gặp mày, mày kêu gì? Mua rau tiếng vui đi, ngon lắm. Ngon cái đầu mày chứ ngon. Thì đúng rồi, cái này ăn ngon á, tao mới nói với mày, tao mới bán cho mày chứ sao. Đó, thì tao nghe lời mày, tao mua về tao nấu đám giỗ. Người ta ăn không ngon, xong rồi hả, người ta còn bị đau bụng nữa. Bụng ai người ta phình như con cốc chữa vậy á, mày nhìn bụng nè. Trời, cái gì thấy ghê vậy? Trời, nãy giờ tao ăn nhiều lắm luôn á. Rồi cái bụng tao nó có phình như không vậy? Sắp rồi đó. Rau tiếng vua cái gì? Ở đó mà tiếng vua. Thấy tiếng vua đâu không thấy. Thấy vậy hả? Sắp tiếng vô bệnh viện rồi đó. Bây giờ tao không nói gì với mày nữa. Mày bồi thường cho tao đi. Không mày, nói chuông vậy ai nói không được. Bây giờ mày dắt tao đi coi mấy tin mày. Đi đi mày. Vậy rồi mình có nên ăn đúng không ta? Nhưng mà nó ngon quá. Ơi Huệ ơi, anh nhớ em Huệ ơi. Đó, đó, nè, mày coi nè. Tự nhiên nãy giờ ăn cho cố vô chi rồi, giờ cái miệng hại cái thân. Bây giờ đau chịu không nổi. Ủa, sai đâu? Ê, sao cái gỏi gao tiếng vua bên mày mà ba cái gao tiếng vua sao nó khô quắc hết trơn rồi nè, mà nó còn nhăn nheo nữa. À, tao hiểu rồi. Là mày chưa sơ chế, chưa ngâm nước cho nó nở ra là mày lấy mày trộn cho mọi người ăn đúng không? Hàng gì, giờ đau bụng cả đám rồi. Xong rồi đã vậy còn đi qua mắng vốn thằng gao tao nữa. Trời ơi, thì ra là gao mày chưa ngâm mà mày cho tụi tao ăn. Còn bây giờ nó nở trong bụng tao, nó nổ cái đùng trong đó rồi. Mày tin sao không? Quân báo thủ, quân giết người à. Xin lỗi đi, đâu cố ý đâu. Thôi, mai mốt cái gì người ta không biết á, người ta chạy qua tao hỏi tao đi, tao chỉ cho. Chứ im im vậy làm cho người ta ăn hại người ta. Rồi bây giờ cả đám đi xuống bếp, tao chỉ cho làm một lần nhớ cả đời. Rồi. Tao phải đi tao. Tao nghĩ ra hết cái đống gạo tiếng vua khô này mới được. Nó thấm vô cái nước ở trong, nó nở ra một cái là nó nở bung bét cái bộ đầu lòng của tao trống luôn. Không được, được. Ê. Ê. Đầu tiên là cái gạo tiếng vua này á, mình mua về đúng không? Mình để nó vô nước lạnh, mình ngâm. Nó gã ra xong rồi á, nó bự lên. Rồi mình đổ thêm nước sôi vô, mình trụng nó cho nó sạch, mình vớt ra. Rồi xong mình cắt miếng vừa ăn nha. Đó, giờ mình cắt miếng vừa ăn. Rồi mình lấy cái rau củ mình đã chuẩn bị sẵn nè, mình trộn chung với nó. Rồi trộn nhẹ lên một cái, giống như vậy. Đó, thấy chưa? Hả, mình trộn nhẹ lên một cái. Đó, vậy thôi là mình đã có một món gỏi tiếng vua ngon lành. Ê, tao thử miếng rồi. À, miếng gỏi rồi đúng không? Đúng. Ê, giòn nghe cái giòn rụm luôn đúng không? Ngon ok vậy á. Ê, giòn, sụp sụp, tươi mát. Ê, đúng là gỏi tiếng vua thượng hạng. Ê, cho xin miếng. Không. Ta phải thử. Xin miếng anh cho biết. Quân, giòn thiệt nha. Thôi. Ê, thấm nữa nè, thấm nữa mùa. Ồ, nó có món này thiệt. Cái này nè, gọi là đúng một trời luôn á. Còn của mày là một vịt á. Đúng là một vịt thấm. Không biết đâu, tao đâu có cố ý. Để nhưng mà ăn chừa tao nha. Không, trời ơi. Trời, ai kêu mày để cái món gỏi trong đám giỗ nhà mày. Mày đãi cho tụi tao quá dở đi. Coi như này là trừng phạt mày khỏi ăn, tụi tao ăn. Ê, trời trời, cái miếng gỏi. Ăn, tao thử. Ngon mà. Ăn gì vậy tao? Đi lâu. Đi lâu lắm. Đi lâu lắm. Đi lâu lắm. Đi lâu. Đi lâu đâu. Làm gì vậy? Cái gì? Đợi nó nha. Đi lâu đâu.
tao hỏi mày thằng Tilo đâu. Trời. Bây giờ nè, nó không ra là nó có chuyện với tụi tao đó. Từ từ chứ. Nè, kìa, nó kìa. Đó, đừng có phá quán tao nha. Ê. Cái vụ hồi bữa là lỗi của Phương, không phải lỗi do tao nha. Bây giờ mày tính chối hả? Cái vụ thằng Phương hôm bữa là lỗi của mày. Tốt. Vụ gì? Lỗi của mày hả? Là bán cái gỏi rau tiếng vua. Ngon quá. Ok. Thật sự ngon, thật sự xuất sắc luôn. Mà tại sao mình không làm nữa? Mình làm nữa mình bán đi, mình làm hoài, làm mãi, mình làm đi liên tục luôn. Ok. Trời ơi, đúng rồi. Bây giờ tao đi đám giỗ mà ai mà nấu gỏi bình thường là tao ăn không vô. Cho nên là ai mà nấu gỏi rau tiếng vua thì tao ăn mời vô. Tụi bay làm hết hồn luôn á. Thôi giờ còn đúng bịch. Mới đi giao nãy cháy hàng rồi. Hai đứa bay mua thì tự chia. Ôi, còn có một mình sống đi chia sẻ. Mình sống giống lòng. Ôi. Thôi thôi. Mới mấy bữa trước thì chê lên chê xuống, còn bữa nay thì tranh giành đấu đá lẫn nhau. Đúng là chuyện hậu cung khó lường thật chứ. Ê, mới làm chỉ rau nè. Quang. Nữa hả? Đây bạn.